xin chào tất cả mọi người ok trong video sau này thì mình sẽ cập nhật cho bạn cho các bạn cái tình hình về thị trường những cái thông tin mới nhất cũng như là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thông tin rất là hay liên quan tới việc là những cái ví mà chứa nhiều bitcoin nhất hiện tại thì họ đang có những cái động thái như thế nào thì trước khi đến với video thì các bạn với những cái bạn nào mà mới đăng ký kênh youtube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mà mình làm cái video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được uh, thông tin của cái video đó và được cập nhật thông tin một cách sớm nhất. Ngoài ra thì các bạn hãy follow cả hai kênh telegram mình để ở dưới phần liên hệ của các video. thì uh, kênh uh, crypto currency news mình vẫn update những cái thông tin trên uh, trên đó cho các bạn và cái kênh trading FOMO là cái kênh mà mình sẽ up những cái tín hiệu cũng như là những cái thông tin về list sàn. Uh, tuy nhiên là tình hình thị trường hiện tại thì đang khá là xấu, Thế nên là mình sẽ uh, up những cái kèo trở lại khi mà thị trường nó ổn định hơn, đúng không ạ và các bạn hoàn toàn có thể để lại email của các bạn ở trên trang web của mình. sắp tới mình có những cái thông tin gì thì mình sẽ gửi qua email cho các bạn. À, quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay, thế thì thị trường hôm nay chúng ta lại chứng kiến một cái đợt sụt giảm tiếp theo. Bitcoin đã giảm 3% so với ngày hôm qua và hiện tại đang ở mức là 5.936,78. À, Bitcoin thì hiện tại vẫn đang nằm trong cái vùng à, hỗ trợ rất là mạnh cái vùng 6.000 như mình đã chia sẻ ở cái video trước thì các bạn cũng đã nắm được cái quan điểm của mình rồi à, theo mình thì trước khi mà Bitcoin sẽ có cái đáy mới trong năm nay thì Bitcoin sẽ có một cái đợt hồi phục à, tiếp theo và sau đó thì Bitcoin mới lại quay trở lại cái downtrend à, mình đã có lấy những cái dẫn chứng, những cái thông tin từ quá khứ cũng như là những cái lập luận của mình thì các bạn có thể xem lại những cái video đó còn các bạn có những quan điểm khác thì các bạn có thể comment để chúng ta à, cùng thảo luận được không ạ về thị trường thì à, mình không có gì ấn tượng mình không có quá nhiều thông tin để chia sẻ về vốn hóa thì hiện tại vẫn đang giảm là 237 tỷ đô đây là một trong những cái mức vốn hóa thấp nhất trong năm 2018 về volume trade thì hiện tại đã tăng lên so với hôm qua tuy nhiên là vẫn chưa đạt mức 12 tỷ đô thì đó là tình hình thị trường chung chưa có gì khởi sắc vậy thì rất là nhiều người đã đặt câu hỏi là liệu trong cái thị trường xấu như vậy thì những cái nhà đầu tư lớn những cái người mà đang trèo lái thị trường thì họ đang làm gì À, các bạn đã đặt cái câu hỏi đấy bao giờ chưa và à, mình đã à, có cái thông tin về những cái về một cái trang web mà trên trang web này thì cập nhật thông tin của những cái ví lớn nhất trên thế giới hiện tại có top 100 những cái ví đang chứa những à, khối lượng bitcoin lớn nhất thế giới thì thì chúng ta hãy cùng à, check xem là trong những cái đợt điều chỉnh mạnh vừa rồi thì họ đang à, làm những gì ok đây là một cái trang web rất là hay à, trên trang web này có tên là bitinforchart com thì trang này sẽ uh, list cho các bạn thống kê thống kê liên quan tới bitcoin những cái ví chứa bitcoin các bạn có thể thấy là trang này có rất là nhiều thông tin uh, cái thông tin thứ nhất là các bạn có thể nhìn thấy là số lượng bitcoin mà các ví đang nắm giữ ví dụ như là từ 100 trăm cho đến một triệu bitcoin thì hiện tại trên cả thế giới chỉ có bốn địa chỉ ví là có số lượng bitcoin như thế này À, từ 10.000 cho đến 100.000 là 112 ví và từ 1.000 cho đến 10.000 là 1.510 ví như vậy các bạn có thể thấy là cái khối lượng mà có cái cái khối lượng ví bitcoin mà có trên 1.000 BTC là chỉ có khoảng 1.600 ví mà thôi và rất có thể là 1.600 ví này không phải là của 1.600 cá nhân khác nhau mà hoàn toàn một cá nhân có thể có nhiều ví Thế nên là cái việc mà khẳng định cái thị trường này nó đang bị thao túng là cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể tin được Khi mà cái số lượng người mà đang nắm giữ cái số Bitcoin có cái khả năng và gọi là có cái khả năng mà làm tác động mạnh cái thị trường ấy Thì chỉ đến con số vài trăm người mà thôi, thế nên là thị trường này là cái thị trường hoàn toàn bị thao túng Thế nên là các bạn phải biết rõ là cái điều này và một cái thông tin nữa mình nghĩ là cũng rất là hay đó là bên dưới họ sẽ cho chúng ta list 100 những cái địa chỉ ví bitcoin trong thời gian vừa rồi từ một tuần cho đến một tháng vừa rồi là họ có chuyển ra hay họ có à, mua vào cái số lượng số lượng bitcoin là bao nhiêu thì họ có một cái thống kê ở trên này thế thì năm cái ví đầu tiên không có gì ngạc nhiên khi năm ví lớn nhất thế giới hiện tại thuộc về năm sàn giao dịch khác nhau ví dụ như là bitfinex Ví dụ như là Binance, Binance đang nắm giữ số Bitcoin trị giá khoảng 941 triệu USD. Ví dụ như là sàn Bittrex, sàn Bitstamp và sàn Huobi. Năm ví đầu tiên là năm ví có số lượng Bitcoin lớn nhất và thuộc sở hữu của năm sàn khác nhau. Thì uh, trong năm ví này thì các bạn có thể thấy là trong uh, tuần vừa rồi, trong tuần vừa rồi thì ví Bitfinex đã có thêm 11.973 BTC vào ví lạnh của họ và trong Uh, và hiện tại thì có thêm 2.967 BTC nữa đó uh, ví Binance thì có 6.000 BTC trong thời gian vừa rồi có thêm 6.000 BTC ví Bitrex thì đã rút 5.000 BTC ra khỏi ví lạnh của mình uh, ví Bitstar thì có thêm 4.000 BTC và ví Hubi thì không có gì chuyển biến nhiều chỉ có thêm một BTC và các bạn hoàn toàn có thể xem một uh, những cái dao động của những cái đồng uh, của của những cái ví khác thì mình đã kiểm tra thì các bạn có thể thấy là một số những cái giao động đáng chú ý như là ví đứng thứ 17 thế giới hiện tại là có cái sự thay đổi lên tới 48.500 BTC được chuyển vào ví này trong quãng thời gian ngắn vừa rồi vì đứng thứ 18 thì chuyển 1.751 BTC đúng không ạ và tiếp đó là những cái ví như là ví thứ 20 hiện đang có khoảng 228 triệu đô thì thời gian vừa rồi họ đã mua thêm là 1.150 BTC và những cái ví khác các bạn có thể thấy là chủ yếu là họ đang mua Bitcoin trong cái đợt này, đó à, họ mua từ vài trăm cho đến vài ngàn BTC là chuyện rất bình thường và chỉ có một số ít số ví là à, chỉ có một số ít à, ví là đã rút Bitcoin ra khỏi ví lạnh của mình. Thì cái điều này là chúng ta chúng nó nó cho chúng ta thấy một điều ấy là cái thời gian vừa rồi là cái thời gian mà thị trường đi xuống rất là rất là mạnh và giá của Bitcoin thì xuống rất là thấp và cá mập những cá mập đây là những cá mập thực sự là họ đang có cái xu hướng là mua Bitcoin rất là nhiều và cái số lượng Bitcoin được bán xả ra thị trường trong top 100 ví này là không phải là quá nhiều các bạn có thể thấy chủ yếu là mua vào và thậm, hoặc là không thay đổi đó cái số lượng Bitcoin mà bị trừ đi khỏi những cái ví lạnh này rất là ít vì thế nó cho chúng ta thấy một điều là hiện tại những cá mập những người trèo lái thị trường họ chưa có cái ý định là sẽ bỏ cái thị trường này và họ đang trong cái trạng thái là họ mua vào càng nhiều Bitcoin càng tốt và có lẽ là trong thời gian tới họ còn có thể dìm Bitcoin xuống thấp hơn nữa để họ mua thêm và khi mà họ đã mua đủ rồi thì bắt đầu họ sẽ có một cái đợt đẩy giá Bitcoin lên tiếp theo như là đợt mà chúng ta thấy là từ năm 2014 cho đến 2017 đó là một cái đợt đẩy giá kéo dài 3 năm khá là lâu và mình cho rằng là với cái độ nóng hiện tại của tiền điện tử ấy, thì cái đợt đẩy giá của năm 2018 nó sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên là hiện tại thì chúng ta đang chưa đi hết được cái biểu đồ giá của Bitcoin và nó sẽ phải xuống sâu hơn nữa và những cá mập họ có thể dìm xuống sâu hơn nữa để họ mua thêm Bitcoin và sau đó thì mới là cái quá trình đẩy giá lên. Đó thì đấy là cái cái cái, cái thực trạng hiện tại mà mình cho cái cho rằng là như vậy cái ý kiến cá nhân của mình là trong cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà họ sẽ dìm giá để họ mua thêm Bitcoin và họ sẽ có cái xu hướng là đẩy giá trong tương lai. Mình chưa rõ là trong tương lai là tính bằng tháng hay tính bằng năm nhưng mà khả năng rất là cao là với cái số lượng Bitcoin lớn như vậy thì họ sẽ phải đẩy giá lên để họ xả dần chứ họ không không muốn ôm một 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 cái tài khoản trị giá hàng trăm hàng tỷ USD mà khi Bitcoin họ mất mất giá thì cái 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 số lượng Bitcoin của họ nắm giữ nó không có cái ý nghĩa gì cả. Nên là họ bắt buộc họ sẽ phải chung tay và đẩy giá lên đó là cái nhận định của mình Mình cho rằng là sắp tới thị trường sẽ còn khó khăn trong năm 2018 Và sau cái đợt khó khăn đó thì thị trường nó sẽ có một cái đợt sideway Và sau đó thì mới hồi phục Cái khoảng thời gian sideway hồi phục bao nhiêu thì có lẽ là khó ai có thể đoán được Tuy nhiên là về mặt dài hạn thì thị trường này vẫn rất là tiềm năng để cho chúng ta theo đuổi đó Bản thân mình thì mình rất là tin tưởng vào cái thị trường này thì đó là cái thông tin rất là hay và các bạn nào mà muốn check thêm những cái thông tin này có thể vào cái trang web như ở trên màn hình thì các bạn sẽ uh, kiểm tra được là những cái ví lạnh uh, trên thế giới hiện tại họ có những cái xu hướng là bán xả và mua vào như thế nào. Đó. Thì đấy là thông tin uh, một cái thông tin rất là thú vị và có lẽ là rất là nhiều bạn quan tâm, có rất nhiều bạn hàng hoang mang trong cái thời gian hiện tại thì uh, cái cuộc chơi tiền điện tử và cái cuộc chơi đầu tư thì nó không phải là cuộc chơi ngắn hạn Và nó sẽ là cuộc chơi dài hạn và ai kiên trì thì sẽ là người chiến thắng thì các bạn nên nhớ cái điều này. Ngoài ra thì mình sẽ có một vài những cái thông tin liên quan đến thị trường khác mà mình update cho các bạn. À, đó là thông tin liên quan đến sàn binance thì như các bạn đã biết mình đã cập nhật ở những cái video trước thì binance họ sẽ dự kiến là mở một cái sàn giao dịch uh, crypto fiat ở uh, ở, ở trong uh, manta thì uh, không như dự kiến thì họ đã mở ở một cái uh, nơi mà không phải là manta họ mở ở uganda đây là cái địa điểm đầu tiên mà họ mở cái sàn giao dịch crypto fiat có nghĩa là À, người chơi có thể dùng tiền pháp định để mà có thể mua được những à, đồng tiền điện tử như là Bitcoin như là Litecoin như là Ethereum giống như là cách mà Coinbase hoặc là Remitano đang hoạt động thì các bạn hiểu đơn giản là như vậy. Thì à, sàn Binance họ đang trong cái quá trình là mở rộng rất là mạnh trong thời gian tới và à, cái việc mở thêm những cái sàn Fiat sẽ là một trong những cái chiến dịch của họ. Họ sẽ không tích hợp cái chức năng này vào trong cái sàn giao dịch chính mà họ sẽ mở một cái công ty riêng và chạy riêng cái chức năng này và để mà có thể uh, kỷ niệm cho cái đợt mở những cái đợt mở cái sàn giao dịch uh, crypto fiat mới ở Uganda thì uh, sàn giao dịch Binance họ sẽ uh, thời gian đầu họ sẽ uh, tính cái phí giao dịch là bằng không cũng như là họ sẽ tặng cho 20.000 users đầu tiên sẽ nhận được 0,5 uh, BNB đó thì đây là một trong những chính sách chính sách mà để lôi kéo cũng như là thu hút những cái nhà đầu tư mới họ đăng ký cái tài khoản để mà có thể mua uh, tiền điện tử bằng fiat uh, sử dụng cái uh, dịch vụ của Binance thì thời gian đầu họ sẽ không tính phí. Uh, ngoài ra thì sắp tới là mình họ uh, theo tờ báo Coindex họ thông báo thì sắp tới họ sẽ Binance họ sẽ còn có kế hoạch là mở rộng uh, ra cả manta và một số quốc gia khác. Đó thì đấy là thông tin đến uh, liên quan đến Binance. Một cái thông tin liên quan đến sàn giao dịch khác mà cũng rất là quan trọng đó là sàn Bitum thì các bạn đều đã bị nắm rõ là là thời gian vừa rồi thì Bitham đã bị hack cái số tiền là lên tới 31 triệu đô và sau cái đợt hack đó thì Bitham có những cái phản ứng rất là kịp thời cũng như là hứa hẹn là sẽ đền bù và bồi thường cho những cái nạn nhân trong cái đợt hack này. Tuy nhiên là rất là may mắn khi mà Bitham họ đã lấy được một nửa số tiền bị mất tương đương với khoảng 17 triệu USD và cái thành quả này là do sự kết hợp của rất là nhiều sàn giao dịch khác nhau trên thế giới họ cùng làm việc và họ cùng uh, uh, hợp tác với nhau để mà có thể lấy lại được cái số tiền mà sàn Bitham bị hack trong cái thời gian vừa rồi. Uh, và đây là một cái thông tin rất là vui. Theo thống kê thì đã có tới 11 đồng tiền điện tử khác nhau bị hack trong cái đợt 20 ngày 27 uh, trong trong cái đợt tháng 6 của sàn Bitham à, nhiều nhất đó là Bitcoin với cái số lượng lên tới 2.000 Bitcoin và trị giá là hơn 13,8 tỷ won. đó Và tiếp theo là cái số lượng thứ hai là Ethereum hơn 1 tỷ, hơn 1 tỷ won. À, XRP, Ripple cũng 2,7 tỷ won và tổng cộng là họ mất khoảng 18,9 tỷ won tương đương với khoảng à, 17 triệu USD. Đó thì đấy là những cái thông tin liên quan đến sàn BitHam mà mình có và và có lẽ là nếu như trong cái trường hợp một nửa còn lại mà BitHam họ không thể lấy được thì họ cũng sẽ uh, bồi thường cho các nhà giao dịch và sau cái đợt hack đó thì cái số lượng giao dịch khối lượng giao dịch trên sàn BitHam bị giảm hẳn à, tuy nhiên thì BitHam vẫn nằm trong top 10 sàn giao dịch lớn nhất trên thế giới hiện tại với cái volume giao dịch khoảng 131 triệu USD À, trong uh, trong Hàn Quốc thì BitHam đứng thứ hai đứng sau Ubit đó thì, thì đấy là những cái thông tin liên quan tới sản giao dịch BitHam thì có lẽ là uh, sau rất là nhiều đợt hack khác nhau thì các sản giao dịch họ đã có được một cái chiến lược uh, cũng như là có cái cách để mà có thể hạn chế được cái rủi ro sau khi mà một đợt hack bị diễn ra thì BitHam đang làm rất là tốt việc này uh, rất may là cái số lượng bị mất không quá nhiều nó không giống như sàn Coindex đầu năm nay mất tới hơn 300 triệu đô và Hiện tại thì vẫn chưa lấy lại được nhiều. Tuy nhiên là thăm thì với cái phản ứng rất là nhanh nhạy thì họ đã lấy lại được một nửa cái số tiền họ đã mất. À, một cái thông tin tiếp theo cho những ai quan tâm đến đồng Tron và đồng Gencast thì Gencast thì là một cái đồng coin mà mình đã có một cái video riêng để mà review về cái đồng coin này. Đây là một cái đồng hard fork của Zcash với những cái tính năng bảo mật. Nó không chỉ là một đồng coin đơn thuần mà nó là một cái nền tảng, một cái hệ thống giúp cho cái việc nhắn tin lướt web hoặc là những cái việc khác nó bảo mật hơn và uh, sắp tới thì những cái người đang nắm giữ đồng gen khác thì sẽ và và cả đồng tròn nữa thì có lẽ là sẽ rất là hào hứng với cái sự hợp tác giữa hai cái đồng coi này với cả Pornhub thì Pornhub là một trong những cái công ty uh, chuyên về những cái sản phẩm những cái uh, video uh, dành cho người lớn thì uh, thời gian vừa rồi thì Pornhub đã gây tiếng vang rất là lớn khi mà họ có cái sự hợp tác với cả đồng xvg và À, và họ mong muốn rằng là cái 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 sự bảo mật của tiền điện tử nó sẽ giúp ích trong cái việc thanh toán khi mà mua các sản phẩm của liên quan tới à, khiêu dâm của người lớn thì à, sắp tới họ sẽ có hai hai đồng coin nữa được chấp nhận trong cái việc thanh toán của Bitum đó chính là trong cái việc thanh toán của Ponhub đó là đồng Tron, đồng Therix và đồng Zencast thì Zencast là một cái đồng coin vốn nổi tiếng với cái tính năng bảo mật của mình và họ sẽ dự định là sử dụng đồng GenCat cho những cái người dùng mà không muốn xem quảng cáo trên những cái video mà họ xem thì họ à, trả cái khoản phí này bằng à, GenCat với cái tính năng bảo mật rất là tốt của mình thì GenCat hứa hẹn là sẽ à, có được à, một cái tính năng tức là cái tính năng của GenCat nó sẽ giúp ích cho cái nền tảng phone hub rất là nhiều. À, đồng Tron thì cũng là một cái đồng coin mà xây dựng cái hệ sinh thái và xây dựng một cái gọi là internet. 3.0 và họ xây dựng một cái hệ, hệ hệ sinh thái giúp cho những cái nền tảng của họ chạy trên đó một cách tốt nhất và bảo mật nhất. Thì cái sự hợp tác của Tron và Bitum nó cũng là một cái tín hiệu tốt giúp cho à, những ai mà đang nắm giữ đồng Tron thì có thể là trong tương lai đồng Tron sẽ có được sẽ được sử dụng với cái mục đích thanh toán là cái mục đích mà một cái đồng tiền điện tử nào cũng sinh ra cũng mong muốn để mà có thể đáp, đáp ứng được cái điều này. Mới gần đây nhất thì Tron còn gây tiếng vang khi mà mua lại công ty BitTorrent với giá là 140 triệu đô à, Cùng với cái sự hợp tác của Pornhub thì sẽ hứa hẹn là sắp tới à, Và đồng Tron thì mới tách ra khỏi nền tảng Ethereum nữa Thế nên là cũng sẽ hứa hẹn sắp tới là đồng Tron sẽ còn rất là nhiều sự kiện khác nhau Thì cái việc mà một cái đồng coin mà được đưa vào một trong một cái nền tảng thanh toán Nó là một cái tín hiệu rất là tốt Khi mà rất là nhiều đồng coin ra đời hiện tại các bạn có thể thấy là hứa hẹn rất là nhiều thay đổi cái cách thức thanh toán trên thế giới tuy nhiên là chỉ một số ít đồng coi là đang có được cái điều này và bất cứ một cái đồng coi nào mà được sử dụng một cái ứng dụng nổi tiếng được sử dụng để mà thanh toán thì nó đều có lợi ích cho cộng đồng của cái đồng coi đó thì đối với đối với PonHub thì hiện tại có trên 115 triệu người dùng truy cập vào ứng dụng của họ mỗi ngày đây là một số lượng truy cập phải nói là khổng lồ cứ như vậy là một một ngày họ đã tờ, có tới hơn một tỷ lượt à, truy cập đó thế thì với cái số lượng truy cập lớn như vậy mà họ nếu như user của họ sử dụng những cái đồng coi như là Tron, như là ZenCard, như là XVG để mà thanh toán những cái dịch vụ trên phone hub thì nó sẽ là một cái tín hiệu tốt cho những cái đồng cho những cái người mà đang nắm giữ ba cái đồng coi trên sắp tới, sắp tới thì mình có nghe đồn là Phone Hub sẽ còn có sự hợp tác với một số những đồng quay khác và khi nào có thông tin chính thức thì mình sẽ update thêm cho các bạn. Ok, một cái thông tin tiếp theo mà mình nghĩ cũng rất là thú vị đó là thông tin đến Facebook à, liệu à, có cái tin đồn là Facebook đang có khả năng là mua lại sàn giao dịch uh, Coinbase. Đây là một cái thông tin mà chưa được xác nhận. Tuy nhiên là các giả của bài báo ở trên tờ báo Independent.co thì cũng đã chia sẻ những cái quan điểm mà mình nghĩ là cũng rất là đáng để mà chia sẻ với các bạn. Thế thì cái việc mà Facebook mạng xã hội, mạng xã hội có cái lượng người dùng lớn nhất trên thế giới hiện tại ấy, vừa rồi thì họ đã có một cái động thái là họ đã gỡ bỏ cái việc cấm quảng cáo tiền mã hóa. Thì trước đây thì Facebook cũng như là Google cũng như là Twitter đã lên án cái việc quảng cáo tiền, cái nội dung quảng cáo tiền mã hóa và quảng cáo ICO rất là nhiều và cái người đầu tiên à, nhìn nhận lại cái vấn đề này là chính là Facebook. Thế thì giám đốc điều hành của à, thế thì ông Facebook thì đã nói rằng là cái việc mà cấm à, cái việc mà mà cấm cấm thẳng tay một à, một cách khá là tiêu cực với một cái công nghệ với một cái ý tưởng mới thì nó sẽ không tốt cho khách hàng và với gần đây nhất thì Facebook đã thừa nhận rằng là tiềm năng của blockchain sẽ trong trong cái cách mạng hệ thống tài chính đó là rất là lớn và Facebook thì đang có một cái đội ngũ riêng nghiên cứu về blockchain để mà có thể đưa ra trong tương lai là có thể hy vọng là đưa ra được một cái đồng uh, coi riêng của họ. Uh, và cái tin đồn mà Facebook uh, có tin đồn là mua lại coi bay thì được giấy lên đầu tiên là bởi tạp chí The Economist vốn đã chỉ ra sự thiếu hụt những cái tên mà thực sự lớn trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số trong cái đội ngũ của uh, nghiên cứu của facebook và facebook thì đang rất là chú ý tới cái việc uh, phát triển nền tảng và uh, phát triển cái đồng coin cũng như là là nghiên cứu về blockchain ứng dụng blockchain và có rất là nhiều người trong cái giới công nghệ sẽ không ngạc nhiên khi mà facebook có thể mua lại được coinbase uh, tuy nhiên là liệu ceo của coinbase cũng và đội ngũ của ông ấy thì có chịu dưới trướng của chủ mới hay không thì nó lại là một cái câu chuyện khác nhưng mà Coinbase thì đã từng có một cái phản hồi trước đây Đó là họ đang có cái mục tiêu là hướng tới là 1 tỷ người dùng trong cái thời gian tới Hiện tại thì Coinbase chỉ đang có khoảng 10 triệu người dùng mà thôi Và cái con số 1 tỷ người dùng là con số rất xa vời đối với Coinbase Nếu như không có sự tiếp tay của một cái ông lớn nào đó Và với việc Facebook hiện tại có 2 tỷ người dùng Thì bất cứ một cái đồng coin nào được À, giới thiệu và được sử dụng trên cái nền tảng này thì nó hoàn toàn có thể trở thành một cái đồng coi được sử dụng nhiều nhất trên thế giới à, Không biết là có thể so sánh được với Bitcoin không nhưng mà với cái cộng đồng lên tới 2 tỷ người thì nó rất là lớn Và nếu như Facebook ra một cái đồng coi riêng trong tương lai và nếu mà được sử dụng thì nó sẽ là một cái điều mà thay đổi cái ngành công nghệ à, tiền điện tử Chắc chắn là như vậy, nó sẽ có cái tiếng vang rất là lớn và để làm được điều này thì có thể là Facebook sẽ phải mua lại cũng như là hợp tác với những cái công ty về tiền điện tử, về sản giao dịch khác và Coinbase có thể là một trong số đó. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn mà thôi và hoàn toàn không có bất cứ một cái xác nhận nào. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái thông tin này cũng rất là thú vị và với cái tiềm lực tài chính mạnh mẽ của mình thì Facebook hoàn toàn có thể mua được Coinbase và Coinbase thì hoàn toàn có thể tận dụng được cái số lượng người user lên đến 2 tỷ người của Facebook. Thế nên là cái sự hợp tác giữa Coinbase và Facebook là cái sự hợp tác mà có lợi cho cả đôi bên mà chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến. À, tuy nhiên đây là vẫn là chưa phải là sự thật mà nó vẫn chỉ là một là tin đồn mà thôi. Và mình cũng hy vọng là tin đồn này sẽ trở thành sự thật khi mà có cái điều này thì chắc chắn nó sẽ rất tốt cho à, cái thế giới tiền tử và và blockchain nói chung. Đó. Và một cái thông tin cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là thông tin liên quan tới một cái dự án thì dự án này bên bên Trends họ có muốn mình giới thiệu qua một chút những cái thông tin cơ bản về dự án này không phải là vậy đánh giá chi tiết mình sẽ chỉ đưa ra những cái thông tin cơ bản nhất về cái dự án này và mình đã đồng ý khi mà mình thấy là dự án này là một trong những cái dự án cực kỳ tham vọng vừa với cái đội ngũ partner cũng như là investor rất là lớn và họ đã gọi được cái số vốn rất là khủng khiếp lên đến, đến gần 50.000 này trong cái thời điểm hiện tại làm cái điều mà không hề dễ dàng. Thế nên là mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin về cái dự án này và nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể xem được không ạ? À, cái dự án này có tên là Superchains thì mình sẽ chia sẻ trước cho các bạn cái ý tưởng với dự án này là gì. Thì uh, Superchains là một cái nền tảng mà họ sẽ có cái mục tiêu là để cải thiện thương mại hóa quốc tế và họ ra mắt tại Singapore vào đầu tháng 4 năm nay. Và đây là một cột mốc rất là quan trọng trong cái sự phát triển của dự án à, Mục tiêu của dự án là tạo ra một hệ thống toàn cầu tự do hơn, công bằng hơn trong cái kỷ nguyên số 4.0 Và siêu chuyên thì là loại là một loại hợp đồng thông minh được hỗ trợ bởi blockchain Mục đích là để phá bỏ các rào cản đối với giao dịch tồn tại trong cái hệ thống thương mại hiện tại và dự án này thì sẽ tăng à, hứa hẹn là sẽ tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí liên quan tới các giao dịch thương mại giữa các quốc gia với nhau và để đạt được điều này thì siêu chain sẽ tạo ra một hệ thống xác thực và tiêu chuẩn hợp đồng thông minh cho thương mại nền tảng này sẽ có khả năng thích ứng với và sẽ hoạt động ngay cả khi khối lượng giao dịch tăng lên một cách nhanh chóng các nhà phát triển của dự án thì nói rằng là thương mại quốc tế hiện nay đang à, đang có cái xu hướng là trở nên phân tán hơn và như vậy là đã có một cái nhu cầu à, cho cho một cái dịch vụ thương mại hiệu quả với một cái chi phí thấp à, dự án thì dựa trên một cái ý tưởng về sự cởi mở phân cấp và có lợi cho những cái người mà tham gia vào cái nền tảng này dự án thu hút các nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu một nhà cộng đồng mã hóa nguồn mở và các nhà phát triển các công ty thương mại à, đưa ra một cái ứng dụng hoạt động ở cấp độ là địa phương hóa và nền tảng thông minh sẽ nền tảng thông minh trên thì sẽ thúc đẩy việc kinh doanh trên toàn cầu đảm bảo tạo ra một hệ thống thương mại hài hòa nó sẽ cung cấp hỗ trợ cho việc lưu trữ dữ liệu giao dịch quản lý chuỗi cung ứng theo dõi chất lượng thậm chí là cả ứng dụng tài chính và nó có tiềm năng là cách mạng cái hệ thường, hệ thương hệ sinh thái thương mại hóa toàn cầu thì đó là cái tham vọng của cái dự án này, mình đánh giá dự án này là trong cái dự án cực kỳ tham vọng Và họ có một cái mức là target, tức là họ có một cái mức gọi vốn cực kỳ cao à, Mục tiêu lên tới 95.000 Ethereum, thì đây là một trong những cái dự án mà có cái mức target cao nhất mà mình từng đọc qua à, Mình không rõ là họ có gọi được đến con số này hay không Tuy nhiên là hiện tại thì các bạn có thể thấy là cái state 1 là họ gọi 38.000 Ethereum thì đã kết thúc Và state 2 là 18.000 Ethereum thì đã kết thúc rồi Uh, telegram dự án này là một trong những cái telegram có cái khối lượng thành viên rất là đông lên tới hơn 90.000 thành viên và mình đã kiểm tra thì cái tương tác giữa cái thành viên và đội nhóm trong telegram rất là tích cực uh, mình không dám khẳng định là 99.000 thành viên này là 100% là không có một cái thủ thuật nào để họ 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 bơm lên Tuy nhiên là là cái cái gọi là cái tương tác ở trong đó thì hoàn toàn có thật và uh, cái tương tác này thì khá là tốt à siêu thì cũng đã được đánh giá bởi những cái trang à kiểm chất ICO khác thì các bạn có thể tham khảo ở trên cái trang web của họ. À, ngoài ra thì à, họ có tham gia những cái buổi hội nghị đó, hội nghị và hội thảo liên quan tới blockchain. À, về à, cái về cái ý tưởng của dự án thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, đây là một cái ý tưởng về thay đổi cái hình thức thương mại hóa hiện tại cái nó mang tầm vĩ mô khá là cao. Thế nên là đấy là lý do vì sao mà họ gọi lên tới 90, họ gọi vốn lên tới 95.000 à Ethereum là vì vậy. Và có một cái thông tin nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là liên quan tới cái đội ngũ của dự án này thì đây là cái điều mà khá là chúng ta khá là đáng quan tâm thì với một cái dự án mang cái tầm vĩ mô như vậy thì đội ngũ dự án như thế nào để mà có thể giúp dự án này thành công với một cái số tiền gọi vốn rất là lớn thì chủ tịch của dự án là có tên là Adula Said là chủ tịch hiệp hội công nghiệp và thương mại của APHA À, thành viên Hội đồng Công nghiệp và Thương mại Saudi, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Trẻ vị thành niên cũng như là Giám đốc Ban tư vấn Hội đồng tối cao khu vực ở nước ngoài tại APHA. Ngoài ra thì à, Phó Chủ tịch là Kevin Fan là Chủ tịch của Dino River Singapore, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc California, thành viên Hội đồng Phòng Thương mại Quốc tế Surot và là thành viên của SESES, Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp từ các quốc gia G20. À, tiếp theo một vị phó chủ tịch nữa là Lee là giám đốc điều hành của PT Paloma Subway. Ông là một doanh nhân à, là một doanh nhân nổi tiếng tại Indonesia. À, Paloma Subway là công ty phân phối lớn nhất tại Indonesia trên toàn quốc với mô hình kinh doanh kênh om Omni Ohio và có 265.000 thành viên đã đăng ký với 30.000 thành viên bán hàng hoạt động. À Paloma Subway thì đã được à, Salim Group mua lại vào tháng 10 năm 2016. Ngoài ra thì có những cái thành viên khác mà mình nghĩ rằng là họ đều có những cái profile rất là tốt và uh, có thể là giúp ích cho cái dự án này với một cái tham vọng rất là lớn. Và cái thông tin thứ hai liên quan tới các advisors của dự án thì Zix là chủ tịch hiệp hội các nhà xuất khẩu Trung Quốc CEEC -E -E của Trung Quốc, phó chủ tịch quỹ văn hóa con đường tơ lụa, phó chủ tịch phụ trách xuất khẩu cụm châu Á, phó chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Energodel À, ngoài ra thì Roger là chuyên gia hoạt động về công nghệ trong ngành ngân hàng, cờ bạc và trò chơi, cựu giám đốc điều hành của à, King Gyun, à, một trong những nền tảng giao dịch hàng hóa, trò chơi tiền tử lớn nhất châu Âu và là cựu à, phó chủ tịch của Citigroup tiếp đến có thể kể đến là à, giáo có có thể kể đến là tiến sĩ AK Post là nhà đầu tư cố vấn doanh nghiệp tại Equi Coins Ventures và thành lập Equifriends Friends Irrational à, Ease DA Geistics và EQ Elite làm việc tại Deloitte and, uh, Touch Tax Consulting thì đó là về uh, đội ngũ của dự án này thì mình cho rằng là cái đội ngũ dự án này có một cái profile cực kỳ tốt và họ đều có uh, cái địa vị trong cái lĩnh vực của họ và có một cái nguồn vốn vậy thì uh, dự án này thì được tài trợ bởi những cái uh, gọi là những cái uh, partner nào và những cái investor nào, có thể thấy là những cái Uh, partner investor của dự án mà chúng ta có thể kể đến là Dragon City này đó thì uh, họ ngoài họ ngoài ra thì ngoài uh, đội ngũ cổ vấn ra thì họ cũng có một cái uh, những cái quỹ tham gia đầu tư mà nổi bật đến chúng ta có thể kể đến là GSR Capital, Glep, à uh, BTCQ 123, Cybermine cũng đầu tư vào dự án này, Tracing Capital, Wallico và SBTC.com dự án nhận được sự công nhận rộng rãi và đầu tư từ nhiều những cái công ty thương mại khác nhau như là Dino River. Bên cạnh đó thì à, có những ngựa gã khổng lồ quốc tế tham gia vào các nguồn tài trợ chính của dự án. Ví dụ như là quỹ Dragon City và quỹ à, Bahrain. Thì các bạn có thể thấy là đây là một trong những cái dự án mà được chống lưng bởi khá là nhiều những cái quỹ khác nhau. Cũng như là họ có một cái partner. Ngoài ra thì họ có partner về cái ứng dụng. À, họ có từng phát nở về ứng dụng riêng ví dụ như là in 3 d thì họ có phát nở riêng ví dụ như là virtual product Trade thì họ cũng có những cái phát nở riêng à, khá là nhiều cái tên được kể đến thì à, đó là những cái điều mà mình cảm thấy khá là ấn tượng trong cái dự án này thứ nhất là về cái mức gọi vốn rất là cao thứ hai là về đội ngũ phát triển à, thứ ba là về cái uh, investor những cái quỹ đầu tư chống lưng cho cái dự án này thì ba đây là ba cái điều mà mình ấn tượng à, bởi cái dự án siêu chuyên thì hiện tại thì mình vẫn đang cân nhắc trong cái việc là có nên review một cái video riêng về cái dự án này hay không thì mình nghĩ đây là một cái dự án mà có cái tham vọng khá là táo bạo. Thì nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể comment cho mình biết thì mình sẽ thu xếp để review cho các bạn. Nếu như các bạn nào mà mà muốn muốn nghe đó. Thì đó là những cái thông tin mà các bạn là nên à, cần biết về cái dự án siêu chuyên này sắp tới thì mình sẽ À, à, cân nhắc cái việc là ra một cái video review chi tiết cho các bạn để các bạn nắm được là cái cách hoạt động của cái nền tảng C-Train nó là sẽ như thế nào và liệu à, với cái số vốn 95.000 Ethereum thì nó à, có phải là một cái dự án khả thi hay không thì mình sẽ chia cho các bạn sau. Ok trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tất cả những cái thông tin như vậy và các bạn còn những câu hỏi thắc mắc nào các bạn các bạn có thể comment ở dưới video cho mình biết. Sắp tới thì sắp tới thì mình sẽ còn có rất là nhiều video đánh giá về các dự án cũng như là cập nhật tình hình thị trường và bitcoin cho các bạn để các bạn có được cái thông tin chính xác nhất khi mà các bạn uh, uh, tiếp cận cái thị trường này nhất là trong cái giai đoạn đang rất là khó khăn được không ạ uh, cảm ơn các bạn đã nghe và hy vọng uh, và hy vọng là video sẽ cho các bạn những cái thông tin hữu ích xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau